Tới giờ phút này thì mọi cái công tác chuẩn bị cho cái đêm nhạc Giấc Mơ Phù Đổng gần như là đã được hoàn tất. Chúng tôi bắt đầu bước vào cái giai đoạn là cho các nghệ sĩ tập dượt, sẽ luyện tập tại sân khấu để cùng phối hợp với nhau và cùng xếp về ánh sáng, về phần visual. Và hy vọng rằng là với tất cả sự chuẩn bị kỳ công trong suốt một tháng vừa qua, chúng ta sẽ có một cái đêm nhạc Giấc Mơ Phù Đổng mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, nhiều cái nguồn năng lượng tích cực cho một cái chương trình lần đầu như thế này. Với nghệ thuật thì chúng ta sẽ có những khái niệm là chương trình nghệ thuật này hay là chương trình giải trí. Thì với cái chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng thì đó chính là một cái chương trình mà mình nghĩ rằng cũng không phải là quá mới lạ. Tuy nhiên nó sẽ là những cái ca khúc, những cái nội dung, những cái phần dàn dựng được tập trung vào những cái câu chuyện nó mang cái tính những nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, và nó mang một cái hơi thở tràn đầy cái năng lượng cho cuộc sống. Và hy vọng rằng là với cái cách làm như vậy, với cách chọn lọc bài vở biên tập như vậy thì người xem ít nhiều họ cũng sẽ cảm thấy thật là đầy năng lượng, thật là phơi phới, thật là cảm thấy vui và cảm thấy là cuộc đời đáng sống sau khi xem một cái chương trình như vậy. Và trong suốt thời gian vừa qua thì khi mà team biên tập bắt đầu thực hiện cái việc biên tập nội dung thì chính cái ca khúc, chính những cái câu chuyện của những người nhạc sĩ, những người ca sĩ và thậm chí là có cả những người nghệ sĩ xiếc, những câu chuyện của họ một phần nào đã thôi thúc tụi mình có một cái nguồn năng lượng rất là phấn khởi, có một cái tinh thần rất là tràn đầy cái năng lượng và muốn đưa tất cả những điều đó lên sân khấu để cống hiến đến quý vị khán giả, để mang đến quý vị những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã làm được trong suốt thời gian vừa qua, trong suốt cái quá trình cống hiến và lao động nghệ thuật của họ. Và chương trình này thì nó không chỉ có phần hát, phần vũ đạo, phần múa, phần nhảy đâu, mà nó sẽ có cả những cái phần âm nhạc rất là mới lạ, vừa dân tộc vừa hiện đại. Và nó có cả những cái màn xiếc mà chính những nghệ sĩ xiếc là những cái tài năng trẻ đã từng đại diện Việt Nam chiến thắng những cái giải thưởng rất lớn ở đấu trường quốc tế, ở thế giới, và sẽ mang lên sân khấu này để cống hiến cho quý vị. Và đó sẽ là những cái màn biểu diễn mà không chỉ tràn đầy năng lượng mà nó còn tràn đầy một sự tự hào cho một cái lứa trẻ mới của Việt Nam, như câu chuyện đó là Giấc Mơ Phù Đổng, giấc mơ mà các bạn đã đạt được ở đấu trường quốc tế.